Để phải lơ vãi không trúng nào luôn. What the fuck? Xin chào mấy ông quay trở lại với channel của tôi. Thì hôm nay chúng ta sẽ chơi Brawl Stars, siêu phẩm của Supercell. Và game này nó khá là đồ họa, khá là công phu, khá là nhiều tướng. Và đây là tướng tủ, và chỉ còn hai cái nữa thôi, một cái hình năng lên cấp 2. Mình sẽ chơi vơ vét ngọc. Chúng ta sẽ sử dụng con robot sóc lọ. Mình kêu là robot sóc lọ bởi vì nó cầm cái lọ nó ném. Wow, mình có gấu. Bảy rồi. Oh shit. Địt vãi. Mình thì mình sẽ thu thập 10 ngọc và mình sẽ chiến thắng. Quải thiệt, chưa kịp. Ôi. What the fuck? Vãi thiệt không? Vãi thiệt mình nghĩ mình sẽ thua cái đoạn này. Vãi thiệt chứ. Vãi thiệt, sao có cái con robot này nó không có hồi máu? Oh no. Vãi thiệt. Vãi mấy ông nội này. What the fuck? Ê, con chó gấu. No. Địt con ngựa mày. Hiệp lâm nó gấu. Nè, nhìn con Boko. What the fuck? Rock. Mở ra. Nani. No. Vô ra. What the fuck? Sắp tới thời gian chờ tên mình rồi. Yes. Mình sẽ ném được. Mày hả bự? Oh god, god shark kill flat killer mày hả ử? Nè ra đây, mày nhào ở đây. Yeah, win. Thì đó là cách để chúng ta chiến thắng một trận. Chấp nhận. Thì mình sẽ chơi cỡ vài trận thôi, mình sẽ không chơi nhiều. Bởi vì game này game mới mình cũng chưa biết chơi cho nên chết mẹ rồi. Sẵn sàng rồi, xong rồi, ổng không có làm mẹ hết vậy. What the fuck? Ok, bây giờ thử thêm một trận nữa. Đi qua này nhìn. Oh god, đánh hết. Sóc lọ. Motherfucker that. Motherfuck. God shark kill mà. Mình giết được một thằng xong rồi tem nó feed mình lên vào. Oh no, nó gọi gấu. Nó có gấu. Mày. Ok, nhưng tem mình có đô lực. Mình có đô giật Mỹ. Yeah. Mày hả bự. Địt ngờ nó gọi gấu. Hay hả bự. Ném sóc lọ.
ném lọ. Đâu má con chó gấu, bố mày ghét nhất là gấu, bố mày ghét nhất bọn con gấu. Ê, 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 ê. Phải ta linh hồn. Mình có chi. Để phải lo vãi không trúng nào luôn. What the fuck? Nào đi. No. Stupid shit. Fuck you. Wow, mình là kèo bitch. Chiu. Nếu mà các bạn thích mình chơi game này thì hãy comment. Nếu mà no, con chó nó what the fuck, nó ăn hết ngọc rồi, what the fuck. Đó đi. Cái đít gì ấy? What the fuck? No. No. What the fuck? Đậu ngự tem ốc chó. Fuck. Chơi em gái rồi. Tới thêm trận nữa. À, thì hôm nay mình chúng sẽ là ngày mình vừa thi xong và chúng ta sẽ chơi Bombis Mega Crab vào tối nay hoặc là sáng ngày mai. Nào đi. Cái cốc gì vậy? Ê, con robot. À, con robot của nó. Có skin pháp sư, what the fuck? Robot của nó có skin pháp sư. No. What the fuck? Con chó đó. Why? Fuck you. Trời mẹ ơi. What the fuck? Motherfucker. À. À. Oh no, tích, nó dí mình kìa. Nó dí mình. No. Oh no. Fuck you, bitch. Mother. Nào đây, nó lấy hết ngọc rồi. Bà mẹ nó con robot. Ê, tao ghét nhất là chuyện cái... Nó có skin của pháp sư trong Crash of Royale kìa. How? Đờ mờ thua nữa rồi. Fuck you. Con chó này nó có skin trong Crash of Royale. Okay. Ok. Thì mình chơi game mà mình chỉ chơi tới đây thôi. Còn ý kiến của các bạn ra sao thì tùy các bạn. Nếu các bạn muốn mình chơi game này tiếp thì các bạn hãy comment ở dưới video. Và các bạn muốn mình chơi con nào, ví dụ như con cầm sóc lọ, con gái cầm sóc lọ, con gấu hoặc là con robot, thì các bạn cứ comment ở dưới nha các bạn. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại những clip lần sau mình có sau. Bye bye.